Đi mình đang quay nữa. Ngồi đây em quay đi. Nè, xoay đi nè, đi thôi. Ờ. Áo vô đi. Anh với ai đi trước đi đi. Rồi, anh nó qua. Đồ cái mũ vô qua kìa. Mừng mừng nam cái bộ cái đồ trước rồi đó. Đấy, nam chụp đi. Mát giống như hát karaoke mà ra rồi. Cái màu xanh này đẹp đúng không? Thôi, hắn nói đậu quần cơm mà kêu thôi đừng đậu. Không, ví dụ mình mà nhập về thì ra màu dạng cũng được, ra màu sắc cũng được. Nếu nào giỏi lái thì ngồi sao? Mình không lái rồi. Mấy qua cái máy thôi à. Cái máy phải được xí cái máy. Ông Minh không chơi rồi, ông Minh biết nâu chơi rồi anh hả? Chơi đâu? Nâu với ba Minh chơi hồ Thượng Ninh đó. À đó. Ông Minh anh em chơi rồi. Đâu mà nó ra qua chụp chụp hình đâu? À cũng hay vậy, đi chụp quèo quèo kìa. Không. Chơi trên ba loại địa hình, một loại sóng to, một loại sóng sóng lặng, một loại địa hình nhấp nhô. Cái này nó trượt khóc kìa. Trượt khóc xem đi bay không? Tụi nó trượt xuất sớt xuống ghê lắm. Cái còn đây cái phát là như là cái loại mềm kìa, cái loại thuyền vẫn mềm. Cái chơi này sức khỏe tốt lắm nè. Ừ. Tất cả những món này là tốt hết, chơi này rất là lành mạnh, rất là. Mình chạy xa quá, chèo vòng qua đây không khảo sát thì hơi ngon. Chẳng nữa là mồ hôi. Ủa ra tới đó là kìa. Ngon à. Ừ, biết chèo dễ sống không? Dạ, chèo mà chèo đều là đi nhanh lắm. Về là khỏe người luôn. Mấy cái ảnh gì hả anh Minh chụp là toàn cái cây đấy không anh? Chỗ này là để thả lý tưởng này. Dạ, chỗ này đẹp hơn nè, chỗ này thả được. Trong cái hồ mình khá thả lắm. Cái hồ khá xuống lắm. Chèo nhẹ nhàng đúng không? Là thầm đội có chỗ. Nhưng mà chưa nhanh được. Để tập nhiều quá nhanh. Tập tiêu thì đó là giặt đua rồi. Có thấy chi mô trời. Anh đi tiêu bật mà. Mô ông để sẵn rồi mà. Không có đâu, sẵn là. Áo phao mà áo phao. Nó qua đi. Nó tao vô rồi hả đi. Chè đái á hả? Em biết tí xả tí. Kệ cho mấy đứa này ghiền rồi. Khi mà đã làm là phải có cái đầu nam á, đầu nam ở đâu á?
cái màu cam đẹp chứ em. Ơ này, cái màu là cái đầu. Cái bên nam là cái đầu. Lấy luôn đá, lấy luôn. À, ok. Quay đi. Đang quay đây. Đi vài chục nhật nữa. Quay lại rồi, quay lại rồi. Hồi nãy mình còn muốn cái thuyền nhỏ thôi hả? Ừ, cái thuyền nhỏ đó thôi.